Thảo Quy rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thủy sản vô hội nhập. Chương trình do VTV9 Đài truyền hình Việt Nam, hãng phim Tây Việt và Hiệp hội Chế biến xuất khẩu Thủy sản Việt Nam và SEP phối hợp thực hiện. Festival Thủy sản Việt Nam lần thứ nhất năm 2010 sẽ tổ chức tại Cần Thơ. Giá cá tra nguyên liệu ở đồng bằng sông Cửu Long tăng nhưng vẫn chưa khuyến khích người nuôi. Ngành thủy sản Việt Nam phấn đấu đạt kim ngạch xuất khẩu từ 4,5 đến 4,7 tỷ đô la Mỹ trong năm 2010. Tôm chết đang diễn ra tại Trà Vinh. Thủy sản khô mặt hàng xuất khẩu triển vọng của Việt Nam. Chuyện thương trường sẽ là những thông tin mới từ hội chợ thủy sản Boston, Hoa Kỳ vừa diễn ra qua phần trao đổi với ông Trương Đình Hòa, Tổng thư ký Hiệp hội Chế biến xuất khẩu thủy sản Việt Nam và SEP. Chuyện một thương hiệu sẽ có phóng sự giới thiệu hệ thống kho lạnh hiện đại của tập đoàn Lotte Hàn Quốc. Bây giờ là nội dung chi tiết. Festival Thủy sản Việt Nam lần thứ nhất năm 2010 với chủ đề Tiềm năng, hợp tác và phát triển sẽ tổ chức tại Cần Thơ từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 4 năm 2010. Đây là festival chuyên ngành thủy sản đầu tiên tổ chức tại đồng bằng sông Cửu Long nhằm tôn vinh ngành thủy sản, khẳng định tiềm năng, tìm hướng phát triển bền vững và xây dựng thương hiệu cho ngành thủy sản Việt Nam. Festival Thủy sản Việt Nam sẽ trở thành sự kiện thường niên được tổ chức tại thành phố Cần Thơ. Festival thủy sản có nhiều hoạt động phong phú như đêm hội khai mạc, giai điệu cuộc sống từ nước và bế mạc Việt Nam điểm sáng hội tụ và hành trình vươn ra thế giới. Các hội thảo chuyên đề về thủy sản trao kỷ niệm chương thương hiệu vàng thủy sản Việt Nam. Ngoài ra còn có nhiều chương trình hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể thao, diễu hành xe hoa, chương trình liên hoan văn hóa ẩm thực đồng bằng sông Cửu Long giới thiệu các món ăn đặc sản Cần Thơ và vùng Nam Bộ, giới thiệu kỷ lục Guinness về ẩm thực liên quan đến thủy sản. Trong những ngày cuối tháng 3 vừa qua, giá cá tra nguyên liệu ở đồng bằng sông Cửu Long đã sắp xỉ 17.000 đồng một ký, tăng 3.000 đồng một ký so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù giá cá tra nguyên liệu đang tăng, nhưng chi phí đầu tư cho nuôi cá như thức ăn, điện, nhân công, v.v. cũng đã đồng loạt tăng giá. Do vậy, nếu cộng hết các khoản chi phí thì giá thành nuôi cũng cao gần bằng giá cá nguyên liệu, nên chưa khuyến khích nhiều hộ nuôi cá tra đầu tư thêm ao nuôi. Với tình hình nông dân tiếp tục bỏ ao như hiện nay sẽ dẫn tới khả năng thiếu nguồn nguyên liệu cung ứng cho chế biến xuất khẩu. Năm 2010, ngành thủy sản nước ta phấn đấu đạt kim ngạch xuất khẩu từ 4,5 đến 4,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 7% so với năm 2009. Tuy nhiên, muốn đạt được chỉ tiêu này đòi hỏi sự nỗ lực từ nhiều phía. Bởi lẽ, năm nay, thị trường thủy sản thế giới vẫn tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức, nhất là khi nền kinh tế toàn cầu chưa thật sự thoát khỏi khủng hoảng. Tại một số thị trường nhập khẩu thủy sản lớn như Mỹ, EU, Nhật Bản, triển vọng kinh tế chưa mấy sáng sủa, đặc biệt là tình trạng giảm phát ở Nhật cùng tỷ lệ thất nghiệp ở mức kỷ lục tại Mỹ và EU sẽ là những nhân tố chính làm giảm nhu cầu tiêu dùng. Ngoài ra, sự đầu tư mạnh mẽ trong việc mở rộng sản phẩm thủy sản của một số nước trong khu vực như Ấn Độ, Thái Lan, Indonesia, Philippines nhằm củng cố và mở rộng thị phần tại một số thị trường nhập khẩu thủy sản lớn như Mỹ, EU, Nhật Bản cũng sẽ là thách thức rất lớn cho các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản Việt Nam. Tại Trà Vinh, hiện có hơn 1.000 hecta nuôi tôm bị thiệt hại, số lượng tôm chết hơn 100 triệu con. Nguyên nhân tôm chết do nhiều hộ dân thả giống trước lịch thời vụ, thời tiết nắng nóng kéo dài, nhiệt độ nước tăng cao, một số vùng ao nuôi bị kiệt nước, v.v. Mặc dù mới vào vụ tôm sú 2010, nhưng hàng ngàn hộ nuôi tôm sú tại Trà Vinh đã lâm vào cảnh khó khăn. Năm 2009 là năm nhiều khó khăn của ngành thủy sản nước ta, nhưng riêng xuất khẩu thủy sản khô vẫn đạt được những kết quả rất khả quan, tăng mạnh cả về kim ngạch lẫn sản lượng. Xuất khẩu thủy sản khô năm 2009 đạt gần 43.000 tấn với giá trị trên 160 triệu đô la Mỹ, tăng 31% về lượng và 10% về giá trị so với năm 2008. Thủy sản khô hiện chiếm 4% tỷ trọng xuất khẩu của Việt Nam. Bên cạnh sự tăng trưởng mạnh mẽ đó, thủy sản khô của Việt Nam còn rất thành công trong chiếm lĩnh thị trường với hơn 50 nước trên thế giới, đặc biệt là các thị trường như Hàn Quốc, ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Australia. Trong đó, Hàn Quốc đang trở thành thị trường nhập khẩu thủy sản khô lớn nhất. Và bên cạnh đó, thị trường Nga và Ukraine cũng được tiên đoán sẽ có sự tăng trưởng đột biến trong năm nay. Từ những tín hiệu khả quan những tháng đầu năm và từ những con số thực tế cho thấy, năm 2010 sẽ tiếp tục là một năm thành công của xuất khẩu thủy sản khô Việt Nam.
Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 14 đến 16 tháng 3, các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam đã tham dự hội chợ thủy sản quốc tế Boston tại Mỹ nhằm tìm kiếm cơ hội kinh doanh trong đầu năm mới. Để giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về kết quả xúc tiến thương mại từ hội chợ thủy sản lớn nhất hàng năm này, chương trình Thủy sản và Hội nhập có cuộc phỏng vấn với ông Trương Đình Hòa, Tổng thư ký Hiệp hội chế biến xuất khẩu thủy sản Việt Nam, vừa trở về từ hội chợ thủy sản quốc tế Boston. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Vâng, thưa ông, qua hội chợ thủy sản quốc tế Boston vừa tổ chức tại Mỹ vừa rồi, ông đánh giá như thế nào về cái tiềm năng và triển vọng của thị trường xuất khẩu thủy sản Việt Nam? Vâng. Thì điểm qua lại các cái hoạt động thì chúng tôi thấy là nó tập trung vào mấy cái. Cái thứ nhất tức là các doanh nghiệp cũng đã tham gia một cái buổi tọa đàm cùng với các cái nhà nhập khẩu cá tra để mà xác định lại một số các cái vấn đề liên quan. Thì trong đó thì hội nghị này đã đưa ra ba cái vấn đề cơ bản. Cái thứ nhất là với cái tổng sản lượng xuất khẩu cá tra năm vừa rồi vào Mỹ khoảng 42.000 tấn thì dự kiến năm 2010 thì khả năng có thể sẽ xuất khẩu khoảng 60.000 tấn. Thì trong đó cái sản lượng tăng thêm sẽ chủ yếu là các cái sản phẩm mà chế biến thay vì các cái sản phẩm truyền thống phi lê như hiện nay, và dự kiến có thể sẽ đạt doanh số khoảng 200 triệu đô năm nay đối với riêng cá tra. Thì từ phía các nhà nhập khẩu thì họ cũng đánh giá là cái con số đó có thể là sẽ đạt được, bởi vì do cái việc thiếu hụt nguồn cung từ phía cá rô phi cũng như một số các cái hoạt động liên quan đến vấn đề ổn định và nâng cao chất lượng của cái sản phẩm cá tra trong cái thời gian gần đây của các doanh nghiệp Việt Nam thì cũng đã thuyết phục được về phía người tiêu dùng có những cái sự chọn lựa và họ chấp nhận cái sản phẩm của mình một cách nó tốt hơn. Nhiều tập đoàn lớn thì cũng đã có những ý định sẽ mở rộng thêm về mặt các cái mặt hàng, đặc biệt là các sản phẩm chế biến, các cái sản phẩm bán lẻ để mà đưa vào các cái thị trường để tăng thêm cái khả năng tiếp thị cũng như là gia tăng cái mức tiêu thụ của cái sản phẩm cá tra. Bên cạnh đó thì các cái hoạt động liên quan đến các cái cuộc vận động liên quan đến vấn đề định nghĩa của catfish, định nghĩa cá tra trong catfish cũng như là về vấn đề các vấn đề liên quan đến Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ thì các doanh nghiệp cũng đã có những cái trao đổi hết sức là cụ thể đối với các nhà nhập khẩu cũng như Hiệp hội Thủy sản Hoa Kỳ, thì chúng tôi đều nhận được những cái tín hiệu tương đối là lạc quan. Thế còn đối với sản phẩm tôm thì thông qua hội chợ thì rất nhiều đơn hàng được yêu cầu là phải hoàn tất nhanh chóng để kịp thời với cái vấn đề tiêu thụ phía bên Mỹ, đặc biệt là đối với những cái hợp đồng đã được ký kết trong tháng 1 và tháng 2 giữa các nhà nhập khẩu Hoa Kỳ với các cái nhà xuất khẩu Việt Nam. Thì thông qua những cái thông tin mà liên quan đến các hoạt động về buôn bán tôm thì cho thấy một điều rằng do cái tình hình về chưa vào vụ, trong khi đó nhu cầu thì lại đột biến tăng, cho nên cái khả năng mà bán cái sản phẩm tôm vào thị trường Mỹ trong thời gian tới thì chúng tôi nghĩ rằng là hết sức khả quan. Thưa ông, thì được biết thì cái hội chợ thủy sản quốc tế Boston được là một trong những cái chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm của quốc gia hàng năm. Thì để cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia hội chợ này ngày càng đông hơn, cũng như cái hiệu quả mang về sau hội chợ nó rõ rệt hơn, thì ông có thể cho biết về cái thuận lợi và những khó khăn của các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam khi tham gia hội chợ thủy sản quốc tế Boston so với các doanh nghiệp thủy sản ở các nước bạn? Thì chúng tôi nghĩ rằng là việc tham gia hội chợ nó sẽ là một cái cơ hội rất là tốt cho các doanh nghiệp để có thể nắm bắt được cái xu thế cũng như là hiểu rõ được cái tâm lý của nhà nhập khẩu, và cũng là một cơ hội để có thể ký kết được các cái hợp đồng mới cho cái quá trình hoạt động xuất khẩu của mình. Cho nên là trong năm tới thì chúng tôi cũng đang dự kiến sẽ có thêm một số các hoạt động, ngoài các cái hoạt động về trưng bày thì sẽ có thêm một số các hoạt động mang tính tiếp xúc cũng như gặp gỡ giữa các cái nhà nhập khẩu và nhà xuất khẩu để nhằm làm sao đó để chúng ta có thể biến cái cơ hội ở tại hội chợ nó là một cái không gian có thể tạo cái sự thông hiểu và tạo cái sự gắn kết giữa cái nhà nhập khẩu với nhà xuất khẩu nhằm gia tăng thêm lượng xuất khẩu của mình. Vâng, thưa ông, bên cạnh việc đi xúc tiến thương mại ở nước ngoài thì được biết vừa qua tại thành phố Cần Thơ chúng ta cũng có một cái hội nghị tổ chức bàn về cái giải pháp nâng cao chất lượng con cá tra xuất khẩu. Ông có thể cho biết những vấn đề chính mà chúng ta thảo luận trong cái hội nghị? Thì thông qua cái hội nghị lần này thì có hai vấn đề mà chúng ta quan tâm. Cái thứ nhất là chúng ta tiếp tục xác định cái nỗ lực từ phía các nhà xuất khẩu làm sao để mà ổn định cái chất lượng của mình. Đồng thời thì bên cạnh đó là các cơ quan chức năng sẽ tăng cường công tác kiểm soát
đặc biệt là kiểm soát đối với các doanh nghiệp mà có những cái dấu hiệu buông lỏng về vấn đề kiểm soát chất lượng ở tại nhà máy, để trên cơ sở đó hình thành một cái hệ thống quản lý và kiểm soát chất lượng nó một ngày một nó chặt chẽ hơn, nhưng đồng thời nó cũng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có thể là thuận lợi trong cái quá trình xuất khẩu. Cho nên chúng tôi hy vọng rằng là qua cái việc trao đổi của các doanh nghiệp với các cơ quan chức năng, thì trên cơ sở đó là các cái quy định cũng như các cái công tác kiểm soát nó sẽ có được cái hiệu quả tích cực trong cái việc đảm bảo về vấn đề chất lượng cho cái cá tra của Việt Nam, đồng thời nó cũng tạo điều kiện thuận lợi cho cái quá trình xuất khẩu của các doanh nghiệp khi mà làm thủ tục xuất khẩu. Cái điểm thứ hai nữa tức là cái sự đồng lòng và đồng thời là các cái hoạt động thảo luận và tiếp xúc thường xuyên giữa cơ quan kiểm soát chất lượng cùng với các doanh nghiệp thông qua một cái sự hợp tác về phía cung cấp nguyên liệu, quy trình nuôi, thì nói chung là cho thấy một cái cam kết khá mạnh từ phía các doanh nghiệp là muốn làm sao để cho cái hoạt động chất lượng nó là một cái hoạt động thường xuyên và nó được tổ chức một cách có hệ thống từ khâu nuôi trồng cho đến là thu hoạch, cho đến chế biến và cho đến xuất khẩu, để giúp cho cái chất lượng của cá tra ngày một nó ổn định hơn. Thưa ông, được biết thì cá tra là một trong những cái mặt hàng thủy sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Thì ông đánh giá như thế nào về cái chất lượng cái con cá tra hiện nay và những cái tồn tại cần phải khắc phục và cái giải pháp mà để nâng cao cái thương hiệu cá tra Việt Nam trên thị trường quốc tế ? Cái điều kiện để mà chúng ta có thể giữ được cái chất lượng của con cá tra là nó có nhiều cái điều kiện thuận lợi. Thế thì trong cái bối cảnh đó thì hiện nay cái vấn đề chất lượng của cá tra Việt Nam hiện nay là về cơ bản là rất là tốt, an toàn. Bởi vì các cái chương trình kiểm soát về dư lượng kháng sinh, rồi các cái chương trình kiểm soát thì thường xuyên được cập nhật và thường xuyên được khuyến coi như cho đến cái người mà nuôi để đảm bảo các cái yêu cầu vấn đề nguyên liệu. Tuy nhiên cũng có một vài trường hợp hoặc một số các cái lô hàng do những cái vấn đề là vì lợi ích trước mắt hoặc là vì vấn đề họ cố tình cạnh tranh một cách không có lành mạnh trong cái quá trình đó, cho nên là cũng dẫn đến nó làm cho cái chất lượng, cái uy tín về mặt chất lượng của cái con cá tra Việt Nam ở trên thị trường thế giới đôi lúc nó bị ảnh hưởng. Tức là người ta dựa vào những cái lô hàng bị xấu như vậy, họ có thể quy kết cho cái sản phẩm cá tra nói chung, và như vậy nó sẽ có những cái không có lợi cho cái hoạt động xuất khẩu của mình. Vâng, xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, trong hoạt động thủy sản, ngoài khâu nuôi trồng, đánh bắt, chế biến, xuất khẩu hàng hóa, thì khâu bảo quản sản phẩm thủy sản cũng đóng vai trò quan trọng đến chất lượng sản phẩm trước khi đưa ra thị trường. Nắm bắt nhu cầu lưu trữ hàng hóa của các doanh nghiệp thủy sản và các mặt hàng đông lạnh khác, tập đoàn Lotte của Hàn Quốc đã đầu tư xây dựng hệ thống kho lạnh lưu trữ hàng hóa với hệ thống trang thiết bị cùng chuỗi dịch vụ hiện đại, là một trong số ít kho lạnh tốt nhất tại Việt Nam. Trong một thương hiệu kỳ này, Thảo Nguyên xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi hoạt động của kho lạnh của tập đoàn Lotte. Tập đoàn Lotte Hàn Quốc đầu tư 17 triệu đô la Mỹ để đầu tư kho lạnh tại khu công nghiệp Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Kho lạnh này chuyên cung ứng dịch vụ bảo quản, lưu giữ hàng hóa, nhất là đối với mặt hàng thủy hải sản. Kho lạnh Lotte có thể trữ lạnh cùng lúc 20.000 tấn hàng. Khi hàng hóa đưa vào đây, tùy từng yêu cầu của doanh nghiệp, các kỹ sư, kỹ thuật viên sẽ điều chỉnh nhiệt độ theo đúng cam kết. Với hệ thống camera quan sát tại chỗ, hoạt động 24/24 giờ, giúp doanh nghiệp kiểm soát được hàng hóa trong kho. Bên cạnh đó, nếu các doanh nghiệp cần thông tin về tình hình bảo quản hàng hóa hàng ngày như nhiệt độ, số lượng, vị trí hàng trong kho lạnh, v.v., thì sẽ có số liệu báo cáo chi tiết. Vì thế, doanh nghiệp rất yên tâm khi sử dụng dịch vụ lưu giữ hàng hóa tại kho lạnh của tập đoàn Lotte. Kho này nằm ở gần cảng trung tâm của Sài Gòn, thuận lợi cho việc xuất nhập đi. Rồi thứ hai là mấy anh em quản lý kho ở đây là những người dày dặn kinh nghiệm, thể điều hành tốt, xuất nhập gọn lẹ, nhanh. Hàng thì gửi kho thì đạt nhiệt độ nói chung tốt. Thứ ba là mỗi cái cửa xuất nhập của mình á có cái camera giám sát, có thể thuận tiện mình ghi lại cái số liệu là cái cách xuất nhập của bên kho, cách làm việc cũng như là
hàng quá rồi nó chính xác rõ ràng hơn. Nói chung là hàng mà nhiệt độ mình có nghi ngờ đó thì bên kho cũng có cung cấp số liệu thông tin về nhiệt độ của kho cho bên doanh nghiệp đây nắm. Thứ hai đó là hàng mình muốn tách ra một cái kho riêng để mình theo dõi riêng về nhiệt độ của mình đó, thì họ cũng làm những điều đó theo yêu cầu của khách hàng. Chúng tôi kiểm soát và điều khiển bằng hệ thống tự động hoàn toàn. Khách hàng có thể kiểm tra trên tại phòng khách hàng và phòng khách. Ở đây tôi được một cái là cái phòng khách là tôi trang bị kể cả hệ thống máy tính. Nếu mà những khách hàng ở xa muốn quản lý cái dữ liệu hàng hóa của mình thì có thể truy cập vào trang web của chúng tôi. Chúng tôi có thể cung cấp cái user và cho khách hàng truy cập. Kho lạnh Lotte hiện nằm ở vị trí hết sức thuận lợi cho các doanh nghiệp. Cách cảng Hiệp Phước 3 km, cảng Cát Lái 15 km, cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng 20 km. Liên tục 24 trên 24 giờ, các doanh nghiệp thủy sản có thể đưa hàng hóa của mình vào kho lạnh hoặc xuất đi dễ dàng. Nhờ đó, tiến độ giao hàng cho đối tác của các doanh nghiệp thủy sản phía Nam thực hiện đúng như hợp đồng cam kết, nâng cao uy tín của doanh nghiệp xuất khẩu. Trước nhu cầu bảo quản hàng hóa trữ lạnh của các doanh nghiệp thủy sản ngày càng cao, tập đoàn Lotte đang có chiến lược đầu tư sắp tới tại thị trường Việt Nam. Năm 2006, chúng tôi khảo sát tại thị trường Việt Nam, nhận thấy ở đây thiếu kho lạnh rất nhiều. Trong khi đó, Việt Nam có trên 300 doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản lớn, nhưng chưa có một hệ thống kho lạnh chuyên dụng để lưu giữ, bảo quản hàng thủy hải sản. Công suất kho lạnh tại các nhà máy chế biến của các doanh nghiệp thủy sản ở Việt Nam chỉ một số ít đáp ứng nhu cầu. Bên cạnh kho lạnh Lotte tại khu công nghiệp Long Hậu, năm 2011, chúng tôi tiếp tục đầu tư thêm hệ thống các kho lạnh tại Cần Thơ, Đà Nẵng, Hà Nội, từng bước hiện đại hóa hệ thống kho lạnh tại Việt Nam. Đầu tư và kinh doanh kho lạnh, một loại dịch vụ hậu cần cho xuất nhập khẩu, đang được nhiều doanh nghiệp quan tâm. Ngoài tập đoàn Lotte tại Việt Nam, thời gian qua, cũng có một số doanh nghiệp khác đầu tư xây dựng kho lạnh như công ty cổ phần Hùng Vương, công ty cổ phần Việt An, công ty Phan Duy, Cyberex Sài Gòn, v.v. đã đầu tư hệ thống kho lạnh ở thành phố Hồ Chí Minh, Long An và Bình Dương. Trước đó, công ty cổ phần Hùng Vương đã xây dựng kho lạnh tại khu công nghiệp Tân Tạo. Công ty Squire Corn Stockray Việt Nam, doanh nghiệp 100% vốn của Anh Quốc, với hệ thống kho lạnh Squire tại khu công nghiệp Sóng Thần 1, Bình Dương. Trước nhu cầu xuất nhập khẩu hàng đông lạnh ngày càng tăng, đã thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư kinh doanh kho lạnh, nhưng cung vẫn không đủ cầu. Giá thuê kho lạnh đã tăng từ mức phổ biến 1 đô la Mỹ một tấn hàng lên 1,3 đô la Mỹ một tấn hàng. Hiện nay, hệ thống kho lạnh thường được xây dựng gần các cảng, hiệu quả nhất là trong bán kính khoảng 50 km. Có lẽ vì lý do này mà hệ thống kho lạnh hiện nay chủ yếu được đầu tư xây dựng ở Long An, thành phố Hồ Chí Minh để trữ hàng cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long qua cảng Sài Gòn và các cảng ở quận 7. Còn các kho lạnh xây dựng ở Thủ Đức, quận 9 của thành phố Hồ Chí Minh hay Dĩ An của Bình Dương thường đón hàng của các công ty ở miền Đông Nam Bộ, miền Trung và Tây Nguyên đi qua các cảng Cát Lái, Phước Long. Sự ra đời của kho lạnh quy mô lớn như của tập đoàn Lotte tại tỉnh Long An đã góp phần đáp ứng một phần nhu cầu bảo quản, lưu giữ hàng hóa của các doanh nghiệp thủy sản tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Thưa quý vị và các bạn, với những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Thủy sản và Hội nhập kỳ này. Một lần nữa, Thảo Nguyên xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.